Ok, thì mình sẽ nói sơ qua, nhìn vào cái mũi tên nè, đây là trung tâm của thành phố Atlanta. Đó. Thì mình sẽ đi về hướng phía bắc, đây là nơi cái chấm màu xanh xanh ở đây, đây là North Cross. Đây là khu Việt Nam nơi mình đang ở đây. North Cross, Duluth, Liêu Bình, Doraville, Laurentville, vòng vòng cái khu vực này gọi là khu người châu Á mình đông nhất ở đây, người Việt Nam mình ở phía bắc của thành phố Atlanta. Thì hôm nay mình sẽ đi từ đây nè, đi về phía bên tay phải, ngay chỗ này gọi là Loganville, giống như là một cái thao nhỏ thôi, dân cư cũng thưa thớt, gọi là ngoài phía ngoại ô này. Đó, hôm nay mình sẽ đi đến là cái điểm này nha. Rồi, bắt đầu mình đi nha. Ok, thì bây giờ mình đã tới cái CD nha. Đây là Loganville nha. Một cái thao rất là nhỏ, cách thành phố Atlanta khoảng chừng 45 phút đến 50 phút lái xe, cũng như cách khu Việt Nam mình xuống đây khoảng chừng nửa tiếng. Ngay chân cái thao này đó thì cũng sung túc lắm, cũng đầy đủ, nhưng mà nói chung giống như cái thao này là hồi xưa đó, nên mình nhìn thấy là nó cũ rồi nha. Cây xăng hay là những cái chỗ mà mua bán xe, mấy cái cửa hàng đó trông rất là cũ, nhưng mà nhà mới ở đây thì bây giờ đó, người ta cất lên đó là cũng khá nhiều ở đây nha, và giá rẻ. Thì sau khi mình quay cái này xong, mình sẽ chạy lại những cái khu nhà mới ở đây. Đây là City Hall của Loganville. Do hôm nay là ngày New Year cho nên mình nhìn thấy vắng vẻ, mấy cái chỗ nhà nước thì cũng không ai làm việc hết, như mấy cửa hàng xung quanh đây cũng không có mua bán gì hết nha. Nó cũng có như là nhà thờ nè, rồi giống như là bưu điện của vùng Loganville này. Nó chỗ này được xem là trung tâm á, nhưng mà giờ mình thấy cũng rất là xưa, mấy cái nhà ở đây trông rất là cũ rồi. New Year đang cũng xe thì cũng chạy cũng không phải là quá nhiều, hầu như người ta ở nhà chứ. Tối hôm qua đón giao thừa đó, giờ này là ngủ đó. Mình nhìn thấy có mấy cái bảng là để cập theo đường đi đó, coi như là báo cho mình biết có những cái khu nhà nè, nó nằm phía bên tay phải mình nha. Trên đoạn này thì mình thấy là có đến 4 năm khu nhà mới đẹp, nhưng mà mình sẽ ghé, gọi là ghé vào tượng trưng một hai khu ở đây thôi. Nhà hai bên đây, hai bên đường đất trống thấy cũng là còn nhiều. Hồ bơi luôn nha. Thì để coi mình sẽ chạy một vòng đi. Mình thấy cũng người ta cũng vẫn còn đang xây dựng nữa. Thì cái đầu tiên mình cũng muốn chia sẻ thêm luôn ha, ở Loganville này á, trường học ở đây á, coi như là trường
school, middle school cũng như là trường lớp nhỏ nhất cũng như từ lớp 1 lớp 12 đó, thì coi như là tính điểm cũng là 8 trên 10 điểm đó nha, có nghĩa là 8 điểm 9 điểm cũng được xem là tốt. Thì giờ mình sẽ đi chơi một vòng cái khu này. Mình thấy nè, khu này thì nhà ở đây khoảng chừng 450.000 đến 470.000 đô. Khu này có luôn hồ bơi nè, có sân đánh tennis nè, rất là lớn. Ra đây đó thì mình thấy nhà cửa đây đất đai nó rộng rãi nè. Cũng không có quá xa khu Việt Nam là bao nhiêu, khoảng chừng nửa tiếng 35 phút thôi, yên tĩnh. Nếu như các anh chị và các bạn mà thích yên tĩnh có thể mình ra đây. Nhà ở đây mình thấy coi như là 4 phòng ngủ đến 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 4 phòng tắm, thì gọi là phía sau lưng nhà của người ta nè. Khu này mình thấy là coi như là cũng còn mới nha, hình như là cất năm 2002. Cũng còn bên kia cũng còn một số căn người ta cũng còn đang cất. Thấy đất cũng còn nữa, chút xíu mình chạy qua. Đó, thấy không? Nhà lớn quá, nhà coi như là nhà mặt gạch. Đó. Đất đai phía sau rộng rãi thoải mái lắm. Để chạy đi chạy qua mấy cái khu bên kia thấy người ta xây nó như thế nào rồi, để coi thêm đi. Hồ bơi đồ luôn đầy đủ, an ninh cái khu vực này mình thấy là gọi là tốt, an ninh đó. Hồ bơi trong khu này nè, mùa hè ra đây tắm bơi cũng đã. Mình nhìn thấy là nó thoáng nha, nó không có chật chội như những cái khu khác. Có những khu thì nó sát chết với nhau, mình thấy là nó chật chội. Chỗ đậu xe của hồ bơi này nè. Rồi lên chạy một vòng coi thêm nữa đi. Hôm nay thì giờ này ở bên ngoài gió cũng nhiều, nhìn thấy mấy cái cây nó rung rinh hết trơn này, nên cũng hơi bị lạnh đó, không có đi bộ lâu được. Những căn nhà ở phía trước mặt của mình nè, căn này 4 phòng ngủ, cũng có là 5 phòng ngủ nữa, diện tích lớn hơn. Sân một điều mình thấy thì ở phía trước nhà đó, cái sân coi như là cái diện tích lớn rộng, rất là thoải mái nha. Nó thì ở đây đó, mình đi càng ra ngoại ô chút xíu đó thì coi như là đất đai rất là rộng rãi, chứ mình về ngược ở trong thành phố thì cũng có nhà mới nhưng mà cái đất nó không có nhiều nha. Ở những video trước đây mình cũng thường hay chia sẻ đó, thì nhà nó hơi sát với nhau, cái đất nó không có nhiều. Nên còn đi ra ngoài ngoại ô vậy nè, yên tĩnh sạch sẽ. Đó, phía bên đây là mình thấy còn là đất trống nè, nó người ta cũng đang build thêm, chuẩn bị đây nha. Đó, đất phía trước nhìn thấy không, quá chừng không, nó người ta làm những cái hàng rào hết trơn rồi đó. Đó, anh em thích nhà cửa rộng rãi thoải mái thì mình thấy đi ra hướng này. Nó ở phía xa xa đó, nó đang build thêm nhà nữa, cũng giống nhau thôi. Nhưng mà thôi giờ mình chạy lại qua lại những cái căn nhà mà đã có người ở đi, xem thêm coi mấy cái mẫu ở đây có gì mới lạ không. Nó thì cũng có những căn người ta có làm cái hàng rào ở phía sau, mà cũng có những căn thì người ta còn để trống.
chỗ tấm bản này để chữ New Home Information, cái số điện thoại luôn, cái tên của cái công ty mà xây nhà ở đây luôn nữa nè. Có gì thì mình liên lạc, mình tìm kiếm một căn bao nhiêu phòng đó xây ra, sau đó thì liên lạc với cái công ty này. Nè, chỗ mấy cái nhà phía trước này giống như là cái thùng thơ. Ở đây thùng thơ không có để ở phía trước cửa nhà nha, mà tập trung vào một chỗ. Và mỗi một gia đình có một cái chìa khóa, mình muốn ra mình lấy lúc nào đó thì mình ra lấy thôi. Nói căn này đã ở hết rồi nè, có người ở hết rồi. Cái nhà để xe đó là có nhà để 2 chiếc mà có nhà để được 3 chiếc luôn nha. Rồi đậu thêm ở ngoài sân được 3 chiếc, 4 chiếc nữa. Coi như là thoải mái luôn á. Về mấy cái khu này thì không có cần lo rồi cuối tuần anh em tới chơi mà chỗ đậu xe không có nha. Mình thấy là thoải mái. Ở đây ra đây thấy người ta chừa cái diện tích đất là nhiều quá. Mấy cái căn này đất đai mênh mông không, mùa hè đó trời nắng nóng á, ra buổi chiều nướng thịt được kia chơi nha, là ngon lành. Mùa này lạnh thì ở trong nhà thôi. Sẵn chạy một hai vòng đi, gọi là đi xem nhà đi. Giờ thì mình thấy cũng có nhiều người thích ra những vùng xa xa vậy nè, nhất là những người trẻ có con còn nhỏ đó, cũng như tìm những cái khu vực gọi là trường học tốt mà dùng yên tĩnh đó, thì hay là đi ra đây. Bởi nên giờ nhà nói chung ở vùng ngoại ô xa xa, với bây giờ người ta nhà cửa nó cất nhiều lắm. Đó, thấy không? Nhà lớn không nha. Khu này thì mình thấy là không có nhà nhỏ này. Rồi thôi chắc mình cũng chạy ngược ra đi. Bây giờ mình chạy trở lại, mình đi ra về ở trên nhà lại nha. Chỗ này cái cổng nãy mình chạy vô nè, có chiếc xe này bị hư đang sửa. Đó, đường lớn là đường Logan View Highway nha, cũng thuộc của CD là Logan View luôn. Rồi mình xin tạm dừng video chia sẻ ngày hôm nay lại ở đây. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like ủng hộ tinh thần, cũng như bấm vào cái nút đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình khi mình có tìm hiểu được ở những cái khu vực nào khác nữa. Rồi nhà cửa giá rẻ, cuộc sống tốt thì mình cũng sẽ tiếp tục để lên để các anh chị và các bạn được xem thêm nha. Bye bye, xin hẹn gặp lại ở video kế tiếp.